với Hiếu Minh Phát, và đây cũng chính là tiết mục mở màn cho chương trình Âm Sắc Việt kỳ này. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì âm nhạc dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ xa xưa. Ngay khi cuộc sống con người được hình thành, âm nhạc dân tộc được hình thành từ những lời hát ru, những lời ca dao mộc mạc chân tình. Trong quá trình phát triển văn hóa cùng với sự sáng tạo của người Việt, có nhiều thể loại âm nhạc được ra đời, bao gồm các nhạc cụ, khí nhạc, múa rất đa dạng và phong phú. Mỗi loại hình nghệ thuật của mỗi vùng miền trên quê hương đất nước Việt Nam đều mang nét văn hóa đặc sắc riêng. Chính điều này đã góp phần tạo nên những nét chấm phá cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ladies and gentlemen, Vietnamese folk music originates from a same time when human life was formed. Attic music is formed from lubricant, rustic and sincere folk songs. In the process of the cultural development, along with the creativity of the Vietnamese people, many metricon granny's house appear, including metricon adjustment, instrumental music and dance that are very diverse and rich. It are from earth, it risen in the homeland of Vietnam, has its own unique culture. This has contributed to creating breakthrough of Vietnamese folk music. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục độc tấu đàn bầu Lên Ngàn, sáng tác Hoàng Việt với phần biểu diễn của nghệ sĩ Hoàng Anh và dàn nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
với tiết mục song ca Mời Trầu, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuấn Khoa, thơ Xuân Hương, với phần biểu diễn của ca sĩ Hà Phạm Anh Thư và ca sĩ Tường Vi. Sĩ Tường Vi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục độc tấu đàn tranh Nhớ Con Sông Quê Hương, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, Lâm Trần Quang, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Mỹ Duyên và dàn nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những tiết mục đặc biệt. Chúng tôi hy vọng là những quý khán giả gần xa chúng ta có thể di chuyển gần hơn về khu vực sân khấu ạ. Và thưởng thức chương trình Âm Sắc Việt do nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục độc tấu đàn tranh Nhớ Con Sông Quê Hương với phần biểu diễn của nghệ sĩ Mỹ Duyên. Thank you.
Vâng, xin được cảm ơn tràng vỗ tay của quý vị chúng ta vừa dành cho nghệ sĩ Mỹ Duyên với tiết mục độc tấu đàn tranh Nhớ Con Sông Quê Hương. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển gần hơn về khu vực sân khấu, bởi vì sau đây sẽ là một tiết mục vô cùng đặc biệt với tiết mục múa Hương Cớm. Âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Hồ Hoài Anh, biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Kim Trung, với phần biểu diễn của nghệ sĩ múa Ánh Linh, Thảo Uyên, Trinh Anh và tốp múa nữ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
nghệ sĩ múa Ánh Linh, Thảo Uyên, Trinh Anh cùng với top múa nữ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục độc tấu đàn nhị Zadas, nhạc Hungary với phần biểu diễn của nghệ sĩ Thu Thủy và dàn nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.